Đuổi theo hắn, đuổi theo hắn, nhanh lên. Đuổi theo, bên này nè. Xin đừng đánh cha tôi, xin đừng đánh cha tôi, đừng đánh mà. Bên kia kìa, dừng tay đi. Cứu tôi, đồ chết nè, cứu tôi với. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Chết đi, đừng đánh nữa. Cha cô đã thiếu nợ sòng bạc chúng tôi, hắn còn đòi quỵt nợ của chúng tôi nữa. Chỉ cần đừng đánh cha tôi sẽ trả cho ông. Không dư không thiếu, vừa đúng 100 lượng. 100 lượng? Sao lại là 100 lượng? Tôi chỉ vay của các người có 50 lượng thôi. Sao đây, huynh đệ chúng tôi vất vả lắm mới tới đây đòi nợ được. Dù sao cũng phải ăn uống tốn kém một chút chứ. Ngươi đừng có bịa đặt chứ. Dạ. Tôi nói không lầm thì cô không có tiền trả đâu. Nhưng tôi nể tình vì cô có hiếu, do đó tôi cho cô một cơ hội. Cô có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, bỏ phí thì uổng. Được, hay là cô theo chúng tôi về lầu xanh để cán nợ đi. Không thể nào, tôi không đến đó đâu, không thể nào. Yên tâm, sau khi cô có thu nhập rồi, đại gia sẽ chia phần cho cô, hả? Đi. Dạ. Ngươi trả nợ xong cho ta, ta sẽ tiếp cô gắn ngươi ra. Dạ. Tôi trả giùm cho. Thiếu gia. Nè. Buông ra. Dương lão đầu kia, lý do mà ngươi không chịu bán con gái ngươi cho lầu xanh là vì ngươi bán cho Lưu gia. Mong ả có thể theo hầu con nhà giàu. Hèn gì ngươi hoàn toàn không sợ ai hết. Nè, ông nói bậy gì đó. Hả? Ta nói sai hay sao? Chẳng lẽ ngươi và Kim Châu không có tình cảm sao? Chỉ là chơi qua đường thôi à? Hey, con gái nhà giàu đúng là có khác. Hả? Cho hắn một trận. Đại Dương à, tên Lưu Tư Hỷ không phải là người của đại đội Bắc Hồ yêu sao? Tại sao võ công của hắn kém quá vậy? Nghĩ tôn ta thật. Cô gái à, cẩn thận đó. Kim Châu, chú gia bị sao vậy? Chú gia, sao không? Tuần hay sắp bắt đầu rồi. Xem cho kỹ đi. Wow, Đại Dương, chuyện này là sao vậy? Không lẽ Lưu Tứ Hỷ này bị ma nhập hay sao? Theo dõi mọi diễn biến rồi nói. Tứ Hỷ, đưa về nhà rồi nói. Đi. Đây chính là tác dụng của Ngân Thần Hoàng. Đi. Tại tôi cờ bạc thua tiền cho nên người ta mới ra tay. Dạ. Ông lại cờ bạc nữa sao? Ông lão già, lần sau tôi không dám nữa đâu. Nhưng nói thật nha, nếu mà tôi chơi tiếp á thì tôi nhất định sẽ thắng. Ông. Cha, sao cha lại nói như vậy? Sao cha lại đi cờ bạc chứ? Trời ơi, cha vẫn chưa nói con đó. Con còn đòi dạy cha sao? Hàng ngàn con đều theo hầu thiếu gia, lúc nào cũng đi bên cạnh, chẳng phải để bảo vệ cậu ấy sao? Hả? Tại sao con để cho thiếu gia bị đánh ngất vậy? Con và biểu thiếu gia đã giúp cậu ấy giải quyết xong bọn Hoa Si đó rồi. Ai ngờ sau đó thiếu gia lại gặp rắc rối như vậy chứ. Thôi đi, đừng cãi nữa. Nói chung bây giờ tôi không sao hết. Qua rồi cho nó qua luôn đi ha. Được, không sao là tốt rồi. Nói chung tôi chưa ăn cơm, đói bụng lắm rồi. Tôi đi ăn cơm trước nha. Được. Con chỉ giỏi ăn thôi. Mẹ nói con nha, chứng điên cuồng càng ngày càng nghiêm trọng. Ê, đi tìm đại phu khám cho nó chưa? Không cần đâu. Dương Tuấn. Dạ lão gia. Đi tìm đại phu về khám cho nó đi. Dạ lão gia. Mẹ, con theo Tuấn ca ca đi mời đại phu về nha. Con không được đi, con phải ở lại đây chăm sóc cho ca ca của con. Nhưng mà người ta muốn đi theo Tuấn ca ca để mời đại phu về nhà. Thôi được, con không lo hầu hạ ca ca con, mẹ không cho con tiền tiêu xài. Đại phu ơi, khám xong chưa vậy, mau lên đi. Thế nào rồi đại phu? Chẳng qua khí huyết thiếu hụt mà thôi. Uống vài thang thuốc sẽ khỏi. Không vấn đề gì, cứ yên tâm đi. Không sao là tốt, không sao là tốt. Cô không nên khùng khùng điên điên ra ngoài gây rối nữa. Để tôi nói không sao, không ai chịu tin con nói thôi. Chăm sóc thiếu gia cho tốt. Dạ phu nhân. Thiếu gia. Sao rồi, thiếu gia mỏi chỗ nào? Thiếu gia có thấy mỏi lưng hay không? Chỗ này nè. Chỗ này hả? Trời ơi đại phu, tôi nói con trai tôi đó, từ nhỏ nó đã mắc chứng điên cuồng rồi. Chúng tôi cũng đã cẩn thận từng ly từng tí,
Ông nghĩ chúng tôi nên làm gì bây giờ? Nếu như nó mà không khỏi, tôi... Hey, tôi sẽ không sống nổi nữa. Đừng có nói nữa, nàng nín đi. Nè, đại phu à, ở đây không có ai hết. Ông cho tôi biết sự thật đi. Thật ra, chứng điên cuồng của con trai tôi có thể trị khỏi không? Có lẽ trong lúc cậu ấy còn là con nít, hai vị đã cho cậu ấy uống quá nhiều thuốc bổ. Thuốc bổ? Đâu có uống thuốc bổ. Con nít mà tẩm bổ cái gì chứ? Có thể nhận được thuốc bổ của lão thần y đây, đúng là may mắn cho khuyển tử của tôi rồi. Hả? Không dám, không dám. Xưa nay tôi rất tin vào duyên phận đó. Lão đây với lệnh công tử có duyên với nhau. Cho nên ngày hôm nay chờ tôi chút nha. Ngoan nha con. Ngày hôm nay tôi cũng mang theo viên thuốc. Viên thuốc này rất là thích hợp cho bé trai này uống tốt lắm. Khoan đã, khoan đã. Có phải ông để lộn chỗ không? Phải. Còn về tiền bạc thì tôi nghĩ tình chúng ta có duyên với nhau, lấy tiền làm cái gì? Miễn phí à? Đã quá. Ê, ngược rồi, ngược rồi. Ngược rồi. Ngược rồi, ngược rồi. Vui quá. Phải, chính là viên thuốc đó đã gây ra tai họa này. Viên thuốc? Phải rồi. Phải rồi. Nhưng chỉ là viên ngưng thần hoàng bồi bổ sức khỏe thôi. Tôi nghĩ nó đâu nghiêm trọng như vậy đâu. Y lão nhân nổi tiếng là người tính mắt, hắn đưa ngưng thần hoàng khẳng định phải lấy lại rất nhiều ngân lượng. Ông ấy không lấy một đồng xu. Miễn phí tặng ngưng thần hoàng cho các vị, vậy nhất định là giả rồi. Ông mau nói cho tôi biết bằng cách nào mới tìm được thần y đây. Chuyện đó đừng có mong nữa. Đã hơn 30 năm qua tôi không gặp ông ấy rồi. Có lẽ bây giờ ông ấy cũng đi chầu trời luôn. Hả? Chết rồi. Theo như ý của tại hạ, Lĩnh Lang dồi dào sức khỏe, tuyệt đối không có bệnh tật gì. Chẳng qua do âm dương bất điều, nếu như có thể điều hòa âm dương, mọi bệnh khác sẽ khỏi ngay thôi. Âm dương bất... Thiếu gia, Quỳnh thấy dễ chịu không? Dễ chịu quá. Quỳnh đã ngâm chân nãy giờ, nước còn đủ ấm không? Có cần tôi thêm nước nóng cho cậu không? Không cần, không cần. Tôi thấy vừa ấm rồi. Vậy có được không? Được rồi, được rồi. Nhưng thiếu gia cần phải biết một chuyện này. Chừng có Quỳnh cần được ngâm nước nóng nhiều hơn, như vậy mới có thể đẩy máu trong cơ thể tuần hoàn, có thể giúp cơ thể Quỳnh khỏe mạnh hơn, da mặt hồng hào đó. Ý, vậy sao? Không cần đâu, tôi ngâm bao nhiêu đây đủ rồi. Hôm nay tôi phát bệnh, mệt mỏi đã tăng biến hết luôn. Được rồi, được rồi. Nè, lau chân đi. Thôi được, thôi được. Ê trời, nè. Cô đúng là người chu đáo thiệt đó. Ê, thiếu gia, có cần kim châu bấm quyệt giùm huynh không? Ê, không cần đâu. Tôi xem cô như muội muội tôi vậy. Nói chung là sau này cô đừng có làm vậy nữa. Tôi thấy áy náy trong lòng lắm. Tùy thiếu gia xem tôi như muội muội vậy, nhưng mà kim châu tự biết mình là người hầu, có thể giúp được thiếu gia, kim châu thấy vui mừng trong lòng lắm. Cô làm vậy tôi thấy ngại lắm. Nè, không cần đâu. Quỳnh đừng khách sáo nữa. Không cần mà. Không lại cần đây mà. Thiếu gia có dễ chịu không? Dễ chịu. Trời ơi, nói đến con dâu này đó nha, thiếp thấy được đó hả? Vừa hiền thục vừa siêng năng, tứ hỷ nó mà ưng thì tốt biết mấy hả? Kim châu là con dâu hiền, ta cũng muốn lấy làm con dâu lắm. Nhưng mà cha nó là tên cờ bạc, ta nghĩ một khi làm xui với hắn hả, hắn nợ nần khắp nơi, không may liên lụy đến chúng ta là không ổn đâu. Sao chẳng lại nói như vậy? Cha nó là cha nó, còn đó thì lại khác. Thôi được rồi, đi mau, đừng có nói chuyện dư hơi nữa mà. Về phòng nghỉ ngơi đi. Đi bên này nè. Thôi được rồi. Cha, mới sáng sớm đã kêu con ra luyện công, con ngủ chưa đủ mà. Trời ơi, con phải siêng năng hơn mới được. Vậy chưa đủ siêng năng sao? Siêng năng, siêng năng, con sắp bị lọt trong luôn rồi. Chiêu căn bản áp hộ đỉnh, mau lên. Đơn giản thôi. Câu thứ nhất là càng khôn tứ phương. đúng. Câu tiếp theo là dạng yếu giai hàng. Tại sao có câu trước câu sau, còn đoạn giữa đâu? Ủa, cha chưa nghe sao? Làm người quan trọng nhất phải có trước có sau. Con hoàn thành rồi. Con giỏi lắm. Áp hộ đỉnh con thực sao vậy? Thiếu gia, uống trà đi. Tôi đang luyện công, lát đi. Luyện cái gì? Uống trà trước đi. Lão gia, thiếu gia, hai vị đang luyện công hả? Đúng vậy, cha tôi bắt tôi luyện áp hộ đỉnh. Cậu qua đây xem tôi luyện như vậy có đạt không? Mau lên, mau lên. Càng khôn tứ phương, thu nhiếp bất tường, thiên cân nhất chấn.
dạng yêu giai hàng. Đi. Wow, hay lắm nha. Đó, người con, người con. Hay lắm, hay lắm. Thế nào, có hay không? Hay không? Thiếu gia. Wow. Anh thế nào hả? Quá hay. Cũng thường thôi. Hả? Các người ra đây, mau xéo qua đây cho ta. Thôi được. Ôi trời ơi, con đã nói với cha rồi, nên cất kỹ những thứ gây nguy hiểm này. Ơ, may quá, vừa rồi đúng là ngàn cân treo sợi tóc đó nha. Phải đó, hại tôi thót tim luôn. Tứ Hỷ à, con đọc thần chú thì đúng rồi, nhưng thủ ấn của con lại sai. Ủa, con sai rồi. Sau này làm sao lên Linh Sơn đánh hồ yêu đây? Ê, trời, quan quan tương báo tới khi nào? Giả lại, bọn hồ yêu đó, ai nấy cũng xinh đẹp mà. Câm miệng. Xưa nay cha dạy con như thế nào, hả? Bọn con quên hết rồi sao? Cha cho con biết, nét đẹp của hồ yêu dùng để phá hoại hôn nhân người ta, làm loạn trần gian thôi. Chúng ta chỉ vai trò con cháu của Lưu gia, còn ngang nhiên bị chúng mê hoặc, con cũng thấy xấu hổ sao? Không hổ thẹn với lương tâm hả? Cha, ý con không phải vậy đâu. Ý con muốn nói, dù sao cũng có một số hồ yêu mặt đẹp, lòng dạ cũng đẹp. Con sợ cha lỡ tay giết lầm người thì không nên đâu cha. Sao con vẫn cố chấp, lòng dạ xấu xa như vậy? Cha cho con biết, con đó xuống tấn cho cha để luyện tâm khí của cô. Con trời tối mới được nghỉ ngơi, nghe rõ chưa? Cha, tức chết đi được mà. Sao lại như vậy? Trời ơi, thiếu gia, lỗi cho tôi gây ra, hại quỳnh phải chịu tội. Không có gì, tôi có cách.